có Ronaldo nhưng lại bỏ quên Messi là một chi tiết khiến cho các siêu điệu đội hình của xuất sắc nhất năm 2023 do trang 365 score uh, nhận được sự tranh cãi lớn từ các fan gọi là làm túc cầu Các luận điểm gọi là như là C7 gọi là xứng đáng hơn hay là Leo xứng đáng hơn và ngược lại thì hoặc là thắc mắc là tại sao thì đương kim của bóng vàng 2023 lại không được góp mặt trong gọi là sự siêu đội hình này và cái tên nào đó thì đánh bật của chủ nhân tám quả bóng vàng ra khỏi gọi là danh sách 11 cầu thủ À, nổi trội nhất năm 2023 ở à, tháng 12 qua thì bóng đá thế giới và còn là nhân tố là xứng đáng mà không thể gọi là không có mặt mình không thể hiểu ngay nhé thủ môn thoa dù đã có là gặp chấn thương nặng và chưa thể gọi là trở lại nhưng mà chỉ cần ở những màn trình diễn ở hoa đầu năm 2023 và đủ để cho tim cô thoa đã án ngữ ở trước khung thành đội hình tiêu biểu của năm theo dự đó thì ngôi sao người Bỉ đã liên tục gọi là gánh tim để giúp Real vào bán kết của Champions League và xếp thứ hai tại La Liga. Tất nhiên thì các thành tích trên thì không là gì với một tập thể giàu truyền thống như là Kền Kền trắng cả. Thế nên nhưng trong nhận xét một cách gọi là công tâm thì nếu còn thiếu mạng vắng những gọi là cú bay lượn của người điện hay là những phản xạ nhanh như điện của Thibaut Courtois thì kết quả của một trước của Le Bascot cũng có thể gọi là tổn dốc hơn nữa. Bên cạnh đó thì nếu đánh giá mọi thứ trong bối cảnh là tháng qua và không có người các đền nào quá nổi trội thì việc của là câu Thoa cũng được gọi là tin tưởng vào là tương đối hợp lý. Hậu vệ Kylian Walker. Walker không thể cái là cái tên là không thể nổi bật hơn ở Kylian Walker ở vị trí hậu vệ phải. Ở tuổi 33 thì uh, trụ cột của Man City vẫn duy trì được nền tảng thể lực cực tốt cùng với là tốc độ tục dạng và là nhanh nhất. xứ là sở sương mù bên cạnh đó thì cộng ngôi sao của tottenham cũng sở hữu bộ kỹ năng là toàn diện để thích ứng với nhiều gọi là sơ đồ chiến thuật của các huấn luyện viên không những vậy thì bản lĩnh thi đấu dày dặn cùng với cả độ lạnh trong các trận đấu của kieran walker cũng là một trong những điểm mạnh nổi trội do đó thì không có gì khó khi mà vào mùa hè Uh, thì Manchester City đã phải gọi là rất là quyết tâm mới là giữ được tuyển thủ của tham sư này trước của sự trèo kéo của bên Munich hay uh, hành động này thì còn ra kết quả mỹ mãn khi Kylian Mbappe của Man City hoàn thành gọi là cú ăn năm thần thánh một cách gọi là cực kỳ là ấn tượng hậu vệ của hậu vệ Kim Min Jae thật tự hào khi là một ngôi sao châu Á có mặt trong đội hình tiêu biểu này hai khu ma đây chẳng phải là sự lựa chọn mang tính rất là hữu nghị Nguyên nhân là do là trung vệ Kim Min Jae có một, một là mùa giải tuyệt vời khi vào góc công lớn giúp cho Napoli vô địch của Serie Sau đó thì ba sau ba thập kỷ chờ đợi của mình và biến cho bản thân từ một cái tên vô danh đã hòn đá tảng thành đá đầu châu Âu giúp cho ngôi sao xưa Kim Chi là nhận được sự quan tâm từ rất là nhiều ông lớn bóng đá Đức, Bayern Munich hay là khi đó thì lịch sử còn được thiết lập cụ thể với mức giá là 50 triệu euro hôm xám bavaria cũng đã chi trả cho laboli là một con số cao nhất với một cầu thủ châu á đó là điều đang nói là nó không hề gọi là lãng phí một chút nào nguyên nhân bởi vì là đội bóng chủ sân gọi là Adin arena kimin jae đã hòa nhập rất là nhanh và ngay lập tức thì đã đe dọa đến vị trí số 1 của ngôi sao đình đám à, martin đi uh, martin trung vệ ronald arozo Auro, à, Trung vệ của Barcelona sẽ là trung vệ thứ hai xuất hiện trong gọi là siêu đội hình này. Đây là sự lựa chọn gọi là nhận nhiều sự đồng thuận nhất. Nguyên nhân là do ở tuổi 24 thì ngôi sao người Uruguay thuộc số ít các cầu thủ vệ ở đỉnh cao giá hơn 100 triệu. Đây chẳng phải là nhận xét chủ quan khi mà có những gọi là đồn đoán về việc gọi là Manchester United sẵn sàng gọi là bạo chi vì Aurozo. Vì có ấn tượng với gọi là cách đà trưởng thành của cầu thủ Nam Mỹ này. Cụ thể là nhân tố sinh năm 1999 này thì là trụ cột trong gọi là hành trình vô địch La Liga mùa trước của Barca. Không những vậy thì đội uh, phó của Barca còn gây ấn tượng trong những trận đại chiến với việc gọi là thường xuyên bỏ túi Vinicius trong trận gọi là siêu kinh điển và là một ví dụ là cực kỳ là tiêu cực. Ở vị trí thứ năm là hậu vệ trái Frenkie Marco hôm nay trái uh, của giải uh, Ý là trụ cột chính trong hành trình lọt vào trận chung kết Champions League mùa trước của Inter Milan và đáng lẽ ra thì ngôi sao người Ý này thì đã có thể gọi là chọc thủng lưới của Manchester City nếu như người đồng đội cũ là Lukaku chẳng xuất hiện gọi là sai thời điểm vậy nhưng gọi là sự xuất hiện xuất sắc của nhân tố là 26 tuổi này vẫn là một sự thật không thể chối cãi rằng là theo đó thì ngôi sao của Zuri là tinh thần chiến đấu gọi là rực lửa cùng với là bộ kỹ năng gọi là toàn diện của một gọi là hậu vệ cánh hàng đầu không những là vậy thì nhân tố này thì còn uh, thường xuyên gọi là tạo dấu ấn bằng việc gọi là lên công về thủ nhịp nhạc và cũng là khả năng cao là đọc tình huống nhanh nhẹn và bệ bén bên cạnh đó thì Marco cũng đang mang cho mình gọi là tính ngông của một thiên tài khi mà luôn sẵn sàng gọi là gây bất ngờ cho đối thủ bằng những tình huống gọi là xâm nhập bất ngờ và dứt điểm gọi là quyết đoán minh chứng cho luận điểm trên thì uh, Ngoài pha đánh đầu là hỏng ăn trong trận chung kết uh, Champions League Còn là siêu phẩm vào lưới của Florentina ở vòng 12 Serie A Môn này thì uh, của Manchester City là tiền vệ trung tâm đầu tiên trong đội hình tiêu biểu của năm 2023 Không thể là cái tên khác ngoài Rodrigo được cả Ngôi sao mà người Tây Ban Nha đã có 12 tháng vô cùng gọi là hoàn hảo với dấu ấn lúc đã nổi trội Nhất là vô ghi bàn thắng trong trận chung kết C1 và lập pha công đó gì giúp cho Man City đã gọi là sang trang và cũng như là minh chứng cho sự đồng bóp bên bỉ của cầu thủ xứ sợ bồ này dành cho câu lạc bộ chủ quản vốn được coi là truyền nhân của Blue. nhưng giờ đây thì uh, Rodri còn chơi toàn diện hơn người đàn anh khi mà sở hữu khả năng cao thu, thu hồi bóng và điều khối uh, những kiến tạo hay là dứt điểm gọi là cực kỳ là nổi trội bên cạnh đó thì trụ cột của City thì còn ít khi mà chấn thương nên là có thể tạo ra được tầm ảnh hưởng lớn đến gọi là cuộc đua song mã à, tam mã Man City thì tham dự uh, thậm chí còn xuất sắc hơn cả Ri lớn lên một như một thiên tài Bếp cũng không thể tìm ra là phương pháp án thế 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 nào và đành nhìn đội hình C gọi là bất lợi khi mà tiền vệ người Tây Ban Nha đang ngồi ngoài 7. Tiền vệ uh, giúp Bellingham Chỉ có hai tiền vệ xuất sắc hiện tại trong clip này nên chúng ta sẽ phải gọi là thực sự gọi là cân nhắc khi mà người ta đánh giá đã đá cạnh như thế rồi phải thử thách trên gọi là tưởng tượng lại uh, hóa lại dễ các fan thấy được cách mà giúp Bellingham gọi là xuất hiện ở Real Madrid và ngay lập tức thì gọi là anh đã trở thành gọi là trụ cột của kênh nghiền trắng sau đó thì con số 103 triệu euro mà đại diện của La Liga đã chi trả cho Rockbun xứng đáng đến từng xu từng cắc khi mà ngôi sao tuyển Anh ngoài có trách nhiệm là một tiền vệ mà anh còn làm thay cả các phần của chân sút khi mà liên tục gọi là phá lười đối thủ thậm chí cụ giúp còn khéo chọn thời điểm để có thể gọi là lập công ví dụ như nhất là cú rút trong trận siêu kinh điển cách đây gọi là không lâu rõ ràng thì nhân tố sinh năm 2003 này đến Real với tham vọng là giành Trước uh, chức cúp, cúp dừa vàng và sẽ đừng ngạc nhiên nếu như điều đó có thể xảy hiện thực cầu thủ của Tam Su đã được tăng hoa như vậy trong thời gian tới Tín đạo Kylian Mbappe Thủ quân của tuyển Pháp Kylian Mbappe thì sẽ là nhân tố đầu tiên xuất hiện trong gọi là hàng công khi mà đội trưởng của PSG vẫn đang duy trì gọi là sự hiệu suất ghi bàn gọi là vô cùng là ấn tượng. Cụ thể là ở Ligue ăn thì mùa trước thì cầu thủ sinh năm 1998 này là vua phá lưới để góp công lớn giúp cho PSG bảo vệ ngôi vương vô địch phong độ cao trên tiếp tục là duy trì đến thời điểm hiện tại thì giúp cho Mbappe đã có 52 lần và đây là thống kê mà chỉ thua duy nhất đó chính là Ronaldo ở cùng khoảng thời gian. Rõ ràng thì đội trưởng của tuyển Pháp vẫn đang là một trong những gọi là cỗ máy gọi là sân bàn và một gọi là máy gọi là dội bom hàng ấy vào các gọi là đối phương đối thủ. Tiền đạo gọi là Victor Osimhen trước khi mà gây ngỡ ngàng với truyền thông bằng việc gọi là gia hạn với gọi là Laboli thì tiền đạo của Victor Osimhen cũng đã trở thành gọi là tâm điểm của kỳ chuyển nhượng mùa hè bằng gọi là phong độ gọi là rất là cao của mình trong mùa giải trước tiên nhân tố gọi là 25 tuổi này đã gây ấn tượng mạnh khi mà có đến 26 bàn thắng tại Syria và giúp cho đội bóng uh, Diego Amador Maradona thì đã vô địch gọi là sau uh, 30 năm chờ đợi và thứ trên cũng là tiền đề để cho Osimhen ấm thêm giải thưởng gọi là tiền đạo hay nhất giải đấu và được định giá trên trời với giá là 180 triệu euro. Tuy vậy thì khi mà lên ngôi thì Napoli cũng trùng với cả OCE cũng đã có dấu hiệu gọi là xuống dốc ở năm 2024 và sẽ là thời điểm của ngôi sao của Nigeria tìm cách cơ là vực dậy. Tất thể mà mình đã là khóa áo. Tiền đạo Erling Haaland. Erling Haaland thì không thể vắng mặt trong clip ngày hôm nay khi mà thể hiện tại thì cầu thủ này đã là đương ghi vô địch trước uh, và giày vàng của uh, Eplik và Chaplik. Thế đó thì dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Papu Pupul thì chân sút này đã là duy trì được hiệu suất làm bàn đáng sợ của làm thúc cầu và để nắm lợi thế trong cuộc đua gọi là danh hiệu thậm chí là tiền đạo là 23 tuổi này thì bây giờ là người ta còn cần gọi là dùng đến các thuật ngữ như là ứng viên cho gọi là danh hiệu của bóng vàng hay là chiếc giấy vàng cầu thủ có khả năng gọi là thắng giải FIFA The Best cao nhất trong là thúc cầu có thật thì là ấn tượng với nhiều khả năng trong tương lai thì uh, Erling Haaland thì sẽ gọi là thử thách bản thân mình về việc gọi là lập công nhiều hơn 50 bàn một lần tại uh, lịch dương